Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã hoàn thành các nội dung đề ra và tiến hành bế mạc sớm hơn một ngày so với chương trình dự kiến. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thông báo với Đại hội về kết quả bỏ phiếu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, Đại hội đã bầu ra 200 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trong phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Chủ tịch nước tái cử chức danh Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành Trung ương khóa 13 tiến hành ra mắt đại hội. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và Ban chấp hành Trung ương bầu đồng chí làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định đây là một vinh dự lớn lao, song cũng là một trách nhiệm nặng nề của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo đất nước phát triển toàn diện trong thời gian tới. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc diễn văn bế mạc đại hội. Ngay sau bế mạc đại hội thứ 13, Ban tổ chức đại hội tổ chức họp báo công bố kết quả đại hội với các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tại cuộc họp báo, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ quyết liệt. Vừa qua mới là hạn chế ngăn ngừa nó, mới được một bước thôi. Những người đã không tu dưỡng rèn luyện thì sẽ còn xảy ra tham nhũng. Tới đây, cuộc đấu tranh còn gian nan lắm.